thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 28 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão Noru, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ hôm nay đến đêm mai, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa 100 đến 250mm, có nơi trên 300mm ở Bắc Trung Bộ và phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 180mm ở Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình. Trong ngày và đêm nay, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và mưa dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Riêng thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày 28-29 tháng 9, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Liên quan tới cơn bão số 4, bão Noru, 4 giờ sáng nay, ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, tức 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 12 ngày tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước vào ngày 28 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa to đến rất to, phía Bắc gió Tây Bắc cấp 3, 4, phía Nam sáng gió mạnh cấp 6, tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Riêng Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 15. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Bình Định, sáng gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, vùng ven biển mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 3-4, riêng Phú Yên sáng nay gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27 đến 30 độ và phía Nam là 30 đến 32 độ. Tại Tây Nguyên, nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 3, 4, riêng khu vực Kon Tum, Gia Lai, từ gần sáng, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi cấp 10, giật cấp 12. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 28 đến 30 độ.